bây giờ tháo bị ra thôi. Đấy, rồi đồ chơi. Cha chưa một đống rồi chứ. Thôi mở ra đi. Người ta chưa xong người ta. Rồi mình trèo lên đây. Ông ơi, ngồi xuống đi. Mình lấy cái thang. Được rồi. Không cho xem nữa bên đây nhá. Bây giờ dựng đồ từng thùng lên. Móc vào chỗ ra xem có bị có cái gì nào. Kinh. Hoạt động luôn. Ba thấy bốn cái đèn led, ba cái đèn led này có sáng nữa không? Pin ở dưới đây này. Đây mấy viên pin đếm mà coi nào. Máy bay này bay trực thăng hay là máy bay phản lực? Ba này chứ, xếp máy bay. Không, đây là máy bay. Tăng. Chụp thế. Mình bắt tin nữa rồi. Boom. Chạy cứu hỏa giống đồ chơi con đưa thành phố thôi nhỉ. Xe này làm nhiệm vụ gì? Phòng cháy chữa cháy, bà coi đúng không nào, có chữ này phòng cháy chữa cháy. Cái cánh quạt máy bay màu gì? Red. Màu vàng. Ok. Ô, ra này có đồ chơi con gái ở đây. Chị biết đồ chơi nó ăn. À đúng rồi, nó ăn. Nó ăn thì không cần thiết là con gái, con trai cũng nó ăn được không? Như đúng, nó ăn cho mẹ là. Đúng như bạn đang nấu ăn á. Mình sẽ lấy cái thức ăn chi để ngon nhỉ? Bánh pizza à? Không phải. Wow, bà có tủ lạnh. U trời tủ lạnh nhưng mà nhiều đồ thế. Nhiều đồ mà. Ngọt rồi. Đóng tủ lạnh lại rồi. Ngăn bếp có gì không? Pizza. U là lò nướng pizza. Hai con ngồi. Không ngồi lên bởi cái bì cũng bẩn. Ngồi xổm nó chơi thôi. Con ngồi gì? Để bếp nằm ngửa xuống. Có phòng mình thế. Đây. Cái gì? Cái này là cái gì đây? Cái gì đây? Sữa. Tèng tèng tèng. Được chảo quá chi. Đây là cái gì? Ba nhìn không rõ. À các cái chai nó nước tương rồi. Ok. Xếp bếp lại cho ô tô đi. Tèng tèng tèng. Doctor, bác sĩ. Tèng tèng tèng. Đây là cái bình thuốc của bác sĩ khám bệnh. Tèng tèng tèng. Ồ, có mấy xúc hay thế. Cái gì đâu? Hồ. Mấy chút màu, mấy chút màu gì đi, phải nói màu đi các bạn. Màu xanh mắt biển. Tiếng Anh còn nhớ không? Không. Blue. Anh đang chơi bên Ben này bắt đầu chơi. Đây. Máy tính tiền mình hết pin rồi. Còn gì nữa không? Giờ Noel này là múa đánh trống ở trước cái thùng thu mua này. Đóng đập kính như này. Em chơi thôi. Ben đang còn đục lại đồ chơi ngày xưa. Tiếp theo đi. Nhiều con mắt chưa? Nhiều con mắt chưa? Nhiều con mắt chưa? Đã chạy rồi. Xe này hư mất rồi. Màu này màu gì? Màu gì? Màu xanh lá cây. Yeah. Đừng có trống cho đúng cái bản nhà. Nữa đây có cái xe mất rồi à? Hay xe chưa lấy ra? Và thì cái xe đang trong bì đi nè. Ok. Kéo đi. Cái này là cái gì đây? Có thằng xe cứu hỏa. Có thằng xe cứu hỏa. Xếp lên trên nóc đi, nào đây được kìa. Ném cái giỏi đây. Đây là một cuộc chơi nè. Ôi trời ơi, toàn đồ chơi bỏ đi thôi, mấy Ben lôi ra ngày xưa. Thả nó bà coi nào. Chơi là phải có mẹ đây. Có mưa bị ướt à? Trời. Ôi nhưng mà thấy có cái là bàn á. Cái này bọn Ben nó không biết là cái gì, nó cắt mất đây rồi. Ờ. Gì hay gì?
Dưa lâu. Dưa lâu và bò sữa nước biển. À, ai nước biển là bò lu chứ. Lu. Ừ, còn màu xanh lá cây với là gà rin. Màu vàng là à, có chú lái xe, có bồ lăng. Và có chú màu là cam. Đi hỏng cần rồi à. Bùm. Mới xuống còn bắn bùm. Còn nữa không? Có chín bé phong. Tìm ra những cái đồ gì nào? Không có xe tên lửa. Thế đứa bị mất rồi, chắc là nằm trong bì khác rồi. Mày nên mở được này, đen đen, có chi đâu. À đúng rồi, cái máy giặt để chưa và mua cho chị Hiền chơi. Đúng rồi, xếp lên đây coi. Xếp lên nhà tao, nhà nấu ăn cũng được. Ủa, có quả bóng này bật trước, bỏ pin nó chạy được này. Người hay quên rồi. Anh làm gì đấy anh Ben? Chuyện chim à? Cái này là đồ chơi chép hình thế này. Eo, mày bật cái thanh đòn. Ô, quả bowling này. Ê. Bỏ ra ngoài đi quả. Đây. Tiếng Anh. Dìa. Dìa lâu rồi, cái này màu gì? Orange. Con khủng long. Con chơi. Cái gì thì con chơi đi. Ô trời, ô tô này. Sẽ không coi. Tiếng Anh là gì? Chả biết. Green. Rồi con xếp hình sáng tạo đi. Con sẽ đổ rác. Có một cái xoay này à. Đây này các bạn, thấy các bạn nhận rác bảo vệ môi trường chưa? Đấy. Có một cái xung quanh. Ừ, ok. Không.